Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể anh em làm thợ bẫy chồn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là một cái mẫu cạm kiềm, hàng đang bán chạy nhất nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì ở cái đầu video này em vẫn giới thiệu nhé. Đấy, bây giờ là đầu năm của năm 2023, ngày tháng 1 của năm 2023 là em luôn luôn là có chương trình chiên khách hàng để giảm giá tất cả những cái sản phẩm từ cái mẫu cạm kiềm 9cm này, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 và 33 là nhà em đều giảm giá. Nếu anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây, 092 661 1998. Số điện thoại này có cả Zalo nhé, anh em mà quan tâm thì anh em có thể là kết bạn Zalo, thì để em sẽ gửi thêm ảnh và tư vấn thêm cho anh em. Đấy, hoặc là anh em xem kỹ cái video này rồi thì anh em chỉ việc gọi điện alo đến này đặt hàng thôi. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp cả cái dây phanh xe đạp. Đấy, dây thắng, dây phanh xe đạp đây, giá của một cái chiếc dây phanh xe đạp này là 2.000 đồng anh em ạ. 2.000 đồng một chiếc dây phanh này. Thì cái dây phanh này có tác dụng rất là lớn, là khi mà anh em mà bẫy con thú ấy, thì đảm bảo cho anh em là anh em buộc vào cạm và buộc vào một chỗ cố định, đảm bảo cho anh em là con thú nó sẽ không tha lấy cạm của mình đi, thì mình sẽ không bị mất. Rất là nhiều những anh em mà tiếc cái này chỉ 2.000 đồng nhá, anh em tiếc 2.000 đồng mà khi mà đã sập con thú rồi nó khỏe nó kéo đi thì mất cả cạm, mất cả cả sản phẩm luôn. Đấy, thì anh em lên là mua thêm cái sản phẩm dây phanh, dây thắng xe đạp này, là giá là 2.000 đồng. Còn quay lại chủ đề chính là hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em về cái mẫu cạm kiềng, đó là 14cm. Đấy, cạm kiềng 14cm nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì tại vì sao là cái cạm kiềng này là được anh em sử dụng nhiều, là cái thứ nhất là cạm kiềng của nó rất là dày. Cái thứ hai là nó phù hợp với những con thú mà ở Việt Nam anh em bẫy. Thường thường những con thú ở Việt Nam khoảng những con chồn bạc má hoặc là những con mèo, con cầy thì nó khoảng độ tầm 4-5-6 cân, 3-4 cân, 2-3 cân cũng có. Thì anh em sử dụng cái mẫu cạm 14 này là rất là hợp lý, tại vì nó đánh được những con thú từ 6kg đổ xuống, 5-6kg đổ xuống là anh em sẽ sử dụng cạm 14 nhé. Đây về cái cạm kiềng 14. Và em sẽ báo giá phần cuối video, anh em mà quan tâm thì anh em hãy xem hết cái video này. Còn này em xin giới thiệu đây là về cạm kiềng, mẫu cạm kiềng 14cm nhà em này. Anh em thấy đây là 2, 4, 6, 8, 10 cái. Răng khít như nhau cả 10 anh em nhé. 1, 2, 3. Đấy, anh em nhìn thấy vậy, cái độ răng khít này. Thì tất cả những cái sản phẩm bên em cung cấp ấy, cạm kiềng bên em cung cấp là đều loại 1, để đảm bảo cho anh em là hoàn toàn 100% bằng thép lá. Anh em sử dụng nó rất là bền. Nó không giống như loại 2, loại 3. Loại 2, loại 3 thì anh em sử dụng nó pha gang nhiều ấy, thì nó rất là nhanh bị gãy. Nhưng về cái cạm kiềng loại 1 này thì anh em thấy này. Đấy, về cái đây, về cái vành của nó rất là to ăn này. Cái vành rất là to nhá. Về cái bản răng, anh em so sánh cái cạm kiềng loại 1 với loại 2 ấy, thì nó cũng rất là dễ thôi. Về cái thứ nhất là bản răng nó to. Đấy, bản răng của nó to hơn và răng rất là khít như này. Đấy, cộng với vành của nó rất là dày, anh em thấy vành dày và bóng như này. Vành dày và bóng như này nhá. Đấy, cộng với đây, vành bên dưới này cũng rất là dày. Tai rất là đây, những cái lẫy này, anh em thấy rất là bóng. Đây là về cạm kiềng loại 1 anh em thấy. Đấy, về chất lượng và cạm rất là tròn vành. Đấy, anh em thấy nhá. Thì anh em nhé, anh em lưu ý này, và anh em kiểm tra, nhận hàng kiểm tra thì anh em đo từ cái phần chiều rộng nhất nhé, cái chiều dài này này. Đấy, cái chiều dài nhé, anh em lưu ý là đừng đo cái chiều rộng, mà đo cái chiều dài là 14cm. Đấy, nhiều anh em về anh em đo cái chiều rộng này thì nó không được 14, anh em lại bảo là tại sao mà bán cho tôi cái cạm kiềng mà lại không được 14cm. Nhưng mà em phải lưu ý lại là phải đo từ cái cạm, từ cái phần chiều dài từ phần này đến phần này, để anh em tránh cái sự nhầm lẫn mà anh em gọi điện đến mà thực sự ra em gửi hàng đi rồi mà hoàn đi hoàn về nó rất là mất công, những cái hoàn không đáng. Đấy, chẳng hạn như ví dụ mà nhà em thì bán hàng là luôn luôn là cho anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Chẳng hạn như là hàng đến mà em cạm 14 mà nó lại bị gãy, bị gước các thứ thì không nói, nhưng mà nếu mà lại anh em lại đo nhầm cái chiều dài này. Đấy, anh em đo nhầm chiều dài thành chiều rộng như này, thì cái chiều rộng như này thì nó đảm bảo là không được 14 rồi, nhưng mà cái chiều dài từ phần này đến phần này, tại vì cái này thì thực sự ra là em nhập về nó đã như vậy rồi anh em ạ. Đấy, em không làm sai được. Và bán hàng uy tín rất là nhiều năm rồi thì anh em cứ yên tâm. Về cái chất lượng thì em đã đi test thử rất là nhiều những mẫu cạm rồi. Đấy, thấy cái mẫu cạm nào ok thì em mới bán cho anh em, nên anh em cứ yên tâm là về phần chất lượng. Đây, về phần lẫy rất là chắc chắn và bóng. Đây, tay ra cạm này, lỗ xỏ dây thắng. Thì anh em mua dây thắng thì anh em sẽ xỏ vào đây và anh em sẽ buộc vào một chỗ cố định thì để đảm bảo cho anh em là con thú nó sẽ không tha được cái cạm của mình đi. Về cái mẫu cạm 14 mà em muốn giới thiệu cho anh em, rất là tròn vành như này, anh em thấy nhìn về cái độ cạm rất là đẹp. Thì khi mà anh em mua
cái mẫu cạn này là em sẽ tặng kèm cho anh em là những cái lẫy như này để anh em về anh em làm tự làm bàn đạp. Đấy, cạm thì em sẽ cạm và lẫy là sẽ bán riêng. Đấy, bàn đạp sẽ bán riêng và dây phanh sẽ bán riêng. Có rất là nhiều những người mà muốn mua cạm và lẫy về tự làm bàn đạp. Đấy, dây phanh thì anh em có dù thì anh em không mua nữa thì em chỉ báo giá này cạm kiềng thôi. Còn nếu mà ví dụ trường hợp mà anh em không có thời gian làm bàn đạp, đây là về cái bàn đạp nhé, thì em sẽ gia công cho anh em là những cái chiếc bàn đạp như này và em sẽ lấy giá là 1.000 đồng. Nếu em chỉ lấy tiền tôn và không lấy tiền công. Anh em lưu ý nhé, là mua một cái cạm là nếu mà anh em mà muốn mua đầy đủ thì nó sẽ thêm bàn đạp là 1.000 này, dây phanh là 2.000 này. Đấy. Còn cạm kiềng và lẫy như này thì là nó đi chung nhau thì em sẽ tính riêng. Thế là về cái mẫu cạm 14 cm nhà em đang cung cấp ngoài thị trường và bán chạy nhất nhé. Thì em xin nhắc lại là một lần nữa là cái cạm này là bẫy được những con thú từ 5-6 kg đổ xuống. Đấy. Ngoài ra thì về cái mẫu cạm 14 này thì em còn có mẫu cạm số 9, 12, 16, 18, 20, 22, 25 và 33. Anh em mà có nhu cầu về những cái mẫu cạm kiềng cộng với là dây phanh, dây thắng xe đạp. Dây phanh, dây thắng xe đạp đây. Thì anh em hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0926611998 nhé. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.